Iran ra điều kiện với Mỹ để không đáp trả vụ tấn công đại sứ quán ở Syria. Iran sẽ không đáp trả cuộc tấn công nhằm vào đại sứ quán nước này ở Damascus nếu Mỹ đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza. Đề xuất được đưa ra khi cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin được nối lại giữa Israel và Hamas ở Cairo. Iran đã thông báo với Mỹ rằng họ sẽ không đáp trả cuộc không kích khiến các chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC thiệt mạng ở Damascus nếu đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, Trang tin Jerusalem Post của Israel ngày 8 tháng 4 dẫn nguồn tin từ tờ Jared Iran cho biết. Hãng tin trên dẫn một nguồn tin ngoại giao Ả Rập tên cho biết, nếu Mỹ thành công trong việc kiềm chế tình hình, đó sẽ là một thành công lớn với chính quyền Biden và chúng tôi có thể hành động dựa trên điều đó. Thông tin này được đưa ra khi các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin được nối lại giữa Israel và Hamas ở Cairo, Ai Cập và khi Israel tiếp tục chuẩn bị cho một phản ứng tiềm tàng sau cuộc không kích ở Damascus mà Syria và Iran đổ lỗi cho Israel. Cuộc không kích nhắm vào lãnh sự quán Iran ở Damascus hôm ngày 1 tháng 4 khiến hơn 10 người thiệt mạng, trong đó có chỉ huy IRGC Mohammad Reza Zahedi, quan chức chính của Iran chịu trách nhiệm về các hoạt động ở Syria và Liban. Kể từ cuộc không kích, Iran đã liên tục đưa ra lời đe dọa về phản ứng cứng rắn đối với Israel. Truyền thông Mỹ đưa tin, tình báo Mỹ và Israel cho rằng Iran có thể nhắm mục tiêu trực tiếp vào Israel bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử. Các báo cáo cũng chỉ ra rằng hành động đáp trả có thể diễn ra vào cuối tháng Ramadan. Tham mưu trưởng quân đội Israel Haji Halavi hôm ngày 7 tháng 4 nhấn mạnh rằng Israel biết cách đối phó với Iran. Ông nói, chúng tôi đã chuẩn bị cho điều này. Chúng tôi có hệ thống phòng thủ tốt và biết cách hành động mạnh mẽ chống lại Iran ở cả những nơi gần và xa. Chúng tôi đang hợp tác với Mỹ và các đối tác chiến lược trong khu vực. Theo nhận định của mạng tin Iran International ngày 8 tháng 4, Đúng là chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vốn đang chịu phải nhiều áp lực tìm ra giải pháp cho việc Israel tấn công không ngừng vào Gaza, chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ lệnh ngừng bắn, ít nhất là ở trong nước, nơi một số cuộc thăm dò cho thấy có đường khó khăn phía trước đối với chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden trong cuộc đối đầu tiềm năng với ông Donald Trump. Về phía Iran, nước đang mong muốn giảm nhẹ các lệnh trừng phạt và đã bị lôi kéo vào nhiều cuộc chiến ủy nhiệm trong khu vực, đang làm tốt bằng cách kiềm chế trả đũa Israel và khiến Mỹ bớt tức giận hơn. Trong khi đó, tờ Al có trụ sở tại Kuwait đã trích dẫn một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố rằng đề xuất mới nhất của Washington đối với Tehran thông qua trung gian hòa giải là Thụy Sĩ là đề nghị đàm phán trực tiếp với Tel Aviv để đạt được sự hiểu biết chung nhằm giảm căng thẳng trong khu vực. Loạt quốc gia cảnh báo Israel về kế hoạch tấn công Rafah Mỹ, Pháp, Ai Cập và Jordani cảnh báo Israel về hậu quả thảm khốc cho dân thường nếu nước này tấn công vào thành phố Rafah, miền nam Gaza. Chúng tôi cảnh báo về hậu quả nguy hiểm nếu Israel tấn công Rafah, nơi hơn 1,5 triệu dân thường Palestine tị nạn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi và vua Jordani Abdullah II cho biết trong bài xã luận chung đang trên một số bài báo ngày 8 tháng 4. Rafah là thành phố ở miền nam giải Gaza, giáp với Ai Cập và có cửa khẩu sang nước này. Tel Aviv đang tập trung tấn công Rafah để xóa sổ các tiểu đoàn còn sót lại của Hamas theo lãnh đạo ba quốc gia một cuộc tấn công như vậy chỉ mang đến thêm chết chóc và đau khổ tăng thêm rủi ro và hậu quả cho người dân gaza vốn đã phải di tản vì bạo lực và đe dọa leo thang căng thẳng khu vực ông macron ông al sisi và Phu abdullah kêu gọi thực thi nghị quyết hội đồng bảo an liên hợp quốc về ngừng bắn ngay lập tức ở gaza và hamas trả tự do cho các con tin đang giam giữ hàng viện trợ vào gaza cũng cần được tăng mạnh Bình luận được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8 tháng 4 tái khẳng định Tel Aviv sẽ tấn công vào Rafah để giành chiến thắng trước Hamas. Đợt tấn công sẽ diễn ra, ngày phát động đã được ấn định. Ông Netanyahu nói nhưng không nêu cụ thể. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cùng ngày cho biết Washington vẫn phản đối Tel Aviv mở chiến dịch ở Rafah chúng tôi đã nêu rõ với Israel quan điểm của Mỹ rằng chiến dịch quy mô lớn ở Rafa sẽ ảnh hưởng cực kỳ nặng nề đến dân thường ở đó và sau cùng sẽ tổn hại an ninh của Israel. Ông Miller trả lời khi được hỏi về phát biểu của ông Netanyahu, "Mỹ tin Israel có thể đạt mục tiêu bằng những cách tốt hơn". Trong cuộc điện đàm hôm ngày 4 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Thủ tướng Netanyahu thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tổn hại cho dân thường, tổn thất về nhân đạo và đảm bảo an toàn cho nhân viên cứu trợ. Ông Biden cũng cảnh báo chính sách của Mỹ đối với giải Gaza và Israel sẽ phụ thuộc vào việc nước này có đáp ứng các yêu cầu đó hay không. Theo số liệu của cơ quan y tế tại Gaza, xung đột đã khiến 33.207 người Palestine thiệt mạng và 75.933 người bị thương, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 7 tháng 10 năm 2023 đến ngày 8 tháng 4. Tính toán của Israel khi rút quân ra khỏi thành trì Hamas ở Nam Gaza IDF rút quân ra khỏi Khan -unis dường như nhằm mở đường cho đàm phán thỏa thuận ngừng bắn với Hamas, song cũng có thể là chiêu nghi binh của Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 7 tháng 4 thông báo rút sư đoàn biệt kích số 98 khỏi thành phố Khan Yunis, thành trì của nhóm vũ trang Hamas tại miền nam giải gaza, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại đây. Sư đoàn 98 là lực lượng hùng hậu nhất của quân đội Israel. Trước đó đã được tăng cường nhân lực, khí tài để mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Khan -unis vào đầu tháng 12 năm 2023. Sau nhiều đợt oanh tạc dữ dội, xe tăng Israel bắt đầu tiến vào trung tâm Khanunis từ giữa tháng 12 năm 2023. Các nhà hoạch định chiến lược của Israel từng cho rằng chiến dịch trên bộ của IDF tại Gaza sẽ kéo dài ít nhất một năm và chia thành nhiều giai đoạn. Theo đó, IDF ban đầu sẽ triển khai nhiều đơn vị lớn cỡ sư đoàn để tác chiến với những điểm nóng tại đây, sau đó chuyển sang sử dụng các đơn vị nhỏ gọn có tính cơ động cao để thực hiện những nhiệm vụ có quy mô hẹp hơn nhưng sau đó đúng 6 tháng kể từ khi chiến sự nổ ra với quyết định rút quân ra khỏi Khan Yunis, Israel giờ đây chỉ còn duy nhất một nhóm tác chiến cấp lữ đoàn ở Gaza với nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ hành lang Nejarim. Đây là tuyến đường kéo dài từ khu định cư ở miền nam Israel tới bờ biển Địa Trung Hải chạy ngang qua miền Trung Gaza chia cắt giải đất thành hai nửa. Quy mô lực lượng tham chiến của Israel giảm đáng kể trong khi họ vẫn chưa đạt được mục đích đã đề ra đó là xóa sổ hoàn toàn Hamas. Asher Blaffer, bình luận viên của Harris, nhận định Việc IDF rút quân ra khỏi Khan sau 4 tháng tiến hành chiến dịch phát đi một tín hiệu đặc biệt về tiến trình đàm phán lệnh ngừng bắn cũng như tương lai của các con tin mà Hamas đang nắm giữ. Hamas nhiều lần khẳng định chỉ chấp thuận thả tự do cho các con tin nếu quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi giải Gaza. Alistair Bunko, nhà phân tích của Sky News, nhận định động thái của IDF là sự thỏa hiệp nhằm xúc tiến thỏa thuận ngừng bắn với Hamas vốn đã bị đình trệ từ lâu. Không phải ngẫu nhiên mà quân đội Israel đưa ra tuyên bố rút quân trùng thời điểm các cuộc đàm phán cấp cao với nhóm vũ trang dự kiến được nối lại, theo chuyên gia này. Bình luận viên Jonathan Bob của Jerusalem Post cũng có quan điểm tương tự. Pop cho biết quân đội Israel lâu nay đã nhận định rằng việc gây áp lực lên Khanunis, khu vực có ý nghĩa quan trọng cả về mặt tinh thần và quân sự với Hamas, là phương pháp duy nhất để buộc nhóm vũ trang nhượng bộ và đồng ý thả tự do cho các con tin. Động thái rút quân khỏi Khanunis cho thấy IDF thừa nhận đã thất bại với chiến lược này. IDF sẽ cần chiến lược mới hoặc đưa ra các nhượng bộ lớn hơn với Hamas để có thể đưa thêm nhiều con tin trở về, bao gồm cả việc mở cửa phía bắc giải đất, bố việt Blaffer cũng nhận định Israel có thể sớm đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân với Hamas sau khi IDF rút hết quân ra khỏi thành trì ở nhóm của miền Nam Gaza. Một vấn đề khác đã nổi lên sau động thái của quân đội Israel là kế hoạch tấn công thành phố Rafah ở cực Nam Gaza. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước đó nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục đưa quân vào Rafah, nơi có khoảng 1,5 triệu người Palestine đang trú ẩn, nhằm xóa sổ tận gốc rễ lực lượng Hamas bất chấp phản đối từ cộng đồng quốc tế. Nhưng trong cuộc họp với nội các Israel sáng hôm ngày 17 tháng 4, ông Netanyahu chỉ đề cập ngắn gọn về vấn đề ở Rafah. Thay vào đó, Thủ tướng Israel tập trung nói về nhu cầu cấp thiết trong việc đưa các con tin trở về, chủ đề mà ông trước đây ít quan tâm. Cùng với việc IDF rút quân ra khỏi Khanunis, Blackfer nhận định đây là dấu hiệu cho thấy ông Netanyahu có thể đã thay đổi ý định đưa quân vào thành phố Rafah để tập trung vào nỗ lực giải cứu con tin và khôi phục lại uy tín trước dư luận Israel. Người dân nước này gần đây đã liên tục biểu tình, yêu cầu chính phủ của ông phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đưa các con tin trở về. Nếu Hamas và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn, chiến dịch tấn công Rafah sẽ bị trì hoãn cho tới khi thỏa thuận kết thúc. Ngay cả khi hai bên không tìm được tiếng nói chung, cuộc tấn công gần như chắc chắn sẽ không xảy ra trong tương lai. Blackfer nhận định. Bunko cũng cho rằng việc IDF rút quân ra khỏi Khan Yunis đồng nghĩa quân đội Israel sẽ khó có thể mở chiến dịch trên bộ quy mô lớn nhằm vào Rafah, ít nhất là trong ngắn hạn. Chuyên gia Bob nhận định trong trường hợp đàm phán với Hamas sụp đổ, IDF vẫn được lợi khi rút quân ra khỏi Khan Yunis bởi họ có thể mở cánh cửa tấn công Rafah một cách thuận lợi hơn, qua đó để Hamas vào ngõ cụt và cuối cùng buộc phải chấp nhận thỏa thuận có lợi hơn cho Israel. Theo ông, việc binh sĩ Israel không còn hiện diện tại Khan Yunis sẽ tạo điều kiện để hàng trăm nghìn người đang tị nạn ở Rafah có thể trở về mà không cần Israel phải mở chiến dịch sơ tán qua hành lang nhân đạo. Điều này có thể giúp Israel nhận được sự ủng hộ quan trọng từ Mỹ. Washington trước đó tuyên bố chỉ hậu thuận Tel Aviv tấn công Rafah nếu nước này đưa ra được kế hoạch khả thi về việc sơ tán hơn 1 triệu người tị nạn, điều mà Mỹ lo ngại Israel khó làm được. Động thái rút lui ra khỏi Khan cũng có thể là chiến thuật nghi binh của IDF, giả vờ rút lui để Hamas tái tập hợp lực lượng đang bị phân tán vào một số nơi, sau đó mở chiến dịch tấn công một lượt giống như từng làm với bệnh viện Ashifa. Quân đội Israel tháng 11 năm 2023 đưa quân vào bệnh viện lớn nhất giải Gaza, cáo buộc Hamas đặt trung tâm chỉ huy ở đây. IDF sau đó đã rút lui rồi bất ngờ mở chiến dịch đột kích bệnh viện vào ngày 18 tháng 3, tuyên bố nhận được tin tình báo nhóm vũ trang đã tái tập hợp lực lượng ở cơ sở này. Quân đội Israel hôm 1 tháng 4 thông báo kết thúc chiến dịch cho hay đã hạ hơn 200 tay súng Hamas và phong trào Hồi giáo Jihad Palestine tập kết ở bệnh viện. Hamas và PSG bác bỏ thông tin này cho rằng những người thiệt mạng ở bệnh viện chủ yếu là dân thường tị nạn và nhân viên y tế. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan hôm ngày 7 tháng 4 cũng đã tuyên bố mục đích của IDF khi rút khỏi miền Nam Gaza là nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Rafah. Chúng tôi sẽ khiến Hamas không có sự kiểm soát giải đất cũng như không thể tiếp tục hoạt động như một lực lượng quân sự có khả năng gây nguy hiểm cho công dân Israel, ông nhấn mạnh.